Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn. Và xin chúc cho mọi người một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin hữu ích cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn quý vị thật nhiều. Vâng, cũng xin giới thiệu đến quý vị, Cali Sài Gòn cũng có một cái kênh nữa là Thương Nhớ Sài Gòn. Chỉ để hậu bị mà thôi. Mong quý vị hãy ủng hộ bằng cái cách là subscribe dùm. Cảm ơn tất cả các bạn thật nhiều. Vâng. Vấn đề hôm nay chúng ta thảo luận là vấn đề làm từ thiện. Đây là một sự nhức nhối nhất trong mấy tháng nay khi mà có nhiều vấn đề từ thiện gây quỹ mà chưa sao kê, chưa giải trình được. Nhưng đâu đó không phải là tất cả đều có một cái suy nghĩ tiêu cực mà chúng ta phải suy nghĩ tích cực hơn. Giống như là cũng rất có nhiều người họ làm bằng hết cái tâm của họ, không các bạn ha? Vấn đề từ thiện bây giờ không phải là chỉ trong nước không đâu, mà ở hải ngoại cũng vậy nữa. Có nhiều người họ sống bằng cái nghề làm từ thiện. Miễn sao mà họ cũng giúp đỡ những cái người mà cần sự giúp đỡ. Ví dụ được 7-8 phần là cũng ok lắm rồi. Theo như Cali Sài Gòn nghĩ, chẳng hạn như ai đóng góp 10 đồng thì họ chia sẻ đến cái người mà cần sự giúp đỡ 7-8 đồng là cũng được lắm rồi. Tại vì họ cũng cần một số ít tiền để chi phí để đi lại rồi sinh sống sinh hoạt. Tại vì những người làm từ thiện đó họ không có giống như một cái nghề chuyên môn của họ rồi, họ không có làm ăn gì khác nữa. Ở hải ngoại cũng vậy, cũng có một vài người cũng đi làm như vậy để sống chứ nuôi bản thân họ, chứ họ không có công ăn việc làm gì. Hôm nay là mình nói chuyện vấn đề mà có một nam ca sĩ nổi tiếng đã bị mà một người nào đó giả mạo tên của anh ta để gây quỹ. Người này là nam ca sĩ Trường Vũ. Và anh Trường Vũ cũng đã lên tiếng rồi. Đính chính rằng cái người mà gây quỹ lấy tên của anh ta trong Facebook không phải là Trường Vũ. Bây giờ cũng nhiều người lắm ba bạn ơi. Nhiều người họ cứ biếng nhác không chịu đi làm, hoặc là họ suy nghĩ những cái mánh khóe, mánh lới, tiền tới liền mà không cần bỏ sức lao động ra, kiếm tiền nhanh. Đó. Thì là không còn cách nào hơn, đó là làm gây quỹ và từ thiện mà lấy cái tên của những người nổi tiếng. Vì chúng ta nhiều khi cả tin và chúng ta thấy một người danh tiếng, một nghệ sĩ hay là một ca sĩ hay là một người gì đó có địa vị trong xã hội mà lên tiếng thì chúng ta ủng hộ liền, không các bạn ha? Cho nên chúng ta hay bị ngộ nhận về cái vấn đề đó rất là nhiều. Vâng, bây giờ đây là một cái tờ báo mà người ta đăng lên cái sự đính chính của nam danh ca Trường Vũ. Giữa ồn ào với An Phở Hoàng Yên, Trường Vũ lên tiếng nói về việc bị hãm hại để lừa đảo từ thiện. Ca sĩ Trường Vũ bất ngờ đăng đàn bài tỏ sự bức xúc vì bị ai đó mạo danh tên tuổi của mình để đi lừa đảo kêu gọi từ thiện. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Trường Vũ bất ngờ lên tiếng bày tỏ sự bức xúc vì bị một người nào đó mạo danh tên của mình để đi lừa đảo tiền từ thiện. Đại khái là anh ta viết như thế này: người lập tài khoản Facebook dưới tên Trường Vũ để gạt tiền mọi người, nên Trường Vũ xin thông báo là Trường Vũ chỉ có mỗi tài khoản Facebook này thôi và chỉ có một. Ngoài ra Trường Vũ có tài khoản Singer Trường Vũ Page. Trường Vũ xưa nay không dùng tên tuổi mình làm từ thiện bằng cách kêu gọi cộng đồng góp tiền. Trường Vũ nếu muốn giúp ai thì sẽ tự mình giúp, chứ không bao giờ kêu gọi. Xin quý vị đừng góp tiền do mến mộ Trường Vũ và cũng do lòng từ bi, lá lành, đùm lá rách cho những tên lừa gạt đó. Vâng, đó là những gì mà Trường Vũ tâm sự cùng với lại khán thính giả. Bên dưới bài đăng thì rất nhiều khán giả cũng bày tỏ sự bức xúc về việc nam ca sĩ Trường Vũ bị mạo danh tài khoản để lừa đảo tiền từ thiện. Cách đây không lâu,
Ca sĩ Thủy Tiên cũng đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc khi bị kẻ xấu mạo danh. Mượn việc cô đang làm từ thiện để trục lợi khi lên tiếng kêu gọi mọi người quyên góp tiền để ủng hộ miền Trung. Trước sự việc này, Thủy Tiên không giấu được sự bức xúc. Cô đăng tải bài viết cảnh cáo, đồng thời nhắc nhở khán giả mạnh thường quân không bị kẻ xấu lợi dụng. Vâng, thì cũng như chúng ta được biết đó, rất nhiều người họ không làm gì hết và họ chỉ ở nhà, rồi họ tìm mọi cách để kiếm tiền cho nhanh. Và không cách nào nhanh bằng cách này, phải không quý vị? Và chắc có lẽ là sau khi Trường Vũ đăng cái bài để đính chính rằng là để thông báo, chứ không gọi là đính chính, thông báo là nói rằng anh ta không có kêu gọi đóng góp hiện bây giờ đó, thì những cái người mà làm cái trang gây quỹ đó thì đã ném đá anh ta và dùng những lời đau to búa lớn như thế nào đó, mà hôm nay Trường Vũ cũng phải viết một cái status như thế này. Trường Vũ viết rằng trước kia Trường Vũ chỉ lên tiếng đính chính để quý vị không bị gạt tiền mà thôi, chứ Trường Vũ không có bức xúc. Anh chị YouTuber ơi, mình được người ta mạo danh thì chứng tỏ mình cũng mặt mũi lắm. Cười, kha kha kha. Nên anh chị YouTuber đừng có phóng to chuyện và dùng đao to búa lớn như vậy nữa ngang. Trường Vũ mến chúc quý vị luôn khỏe mạnh. Vâng, thì chắc cũng có ai đó nói như thế nào cho nên Trường Vũ mới nói như vậy. Thì chúng ta chỉ nói rằng là Trường Vũ chỉ lên đính chính là không có kêu gọi đóng góp để làm từ thiện, như vậy thì cũng đủ rồi. Chứ chúng ta cũng không có nên nói thêm nói gì nữa hết. Mình cũng biết rằng nam nhân ca Trường Vũ này, anh ta cũng rất là kín tiếng, cũng không có scandal, hồi đó giờ sống một cuộc sống rất là bình yên và cũng rất là hiền từ. Mỗi lần mà đi xem anh ta trình diễn đó, thì cách nói chuyện rất là thân thiết với khán giả và lúc nào cũng nở nụ cười tươi. Vâng, cảm ơn tất cả đã cùng với Cali Sài Gòn chia sẻ một ít xíu thông tin về nam danh ca Trường Vũ đến chính về việc gây quỹ từ thiện. Xin chào và hẹn gặp lại.